Hello chào cả nhà nha. Hôm nay mình về miền Tây cả nhà, về Long An mình đi tắm giỗ miền Tây cả nhà. Tắm giỗ nhà lên nhà của ông Dưỡng Tám mình. Đây, đây là ông Dưỡng Tám mình. Chào cả nhà lên đó. Chào cả nhà. Đó là tắm giỗ miền Tây cả nhà. Giờ mời cả nhà vô nha. Trước tiên giờ mình ra sao mình quay những cái món ăn ở miền Tây cho cả nhà xem. Em giới thiệu sơ cho nhà xem món miền Tây là những món gì vậy? Ở đây là cái này cái gì ta? Chè gì? Có sâm bổ lượng. Đây là sâm bổ lượng. Còn ở đây là những món lẩu. Lẩu. Đây là lẩu cháo. Còn ở đây là món gỏi gỏi gì gỏi bò. Đây là chín sơ sơ. Ở đây là món lẩu là chưa nấu hả? Chưa. Xuống đây là tôm chiên. Còn này là cá chiên. Cổ này là gì chị? Cái này là thắt lát chiên. Thắt lát chiên. Chả giò. Chả giò chiên. Cái đó là xôi phồng. Mà chưa chừng nào ngồi em mới chiên. Cái này là xôi phồng. Đây là cái gì? Khoan để cái thuốc xuống rồi có đi ăn nắm giỗ trong cái nhà mỗi người cầm bịch, đừng ông cầm xì rượu, ý quên. Đó. Mỗi người đi ăn nắm giỗ là được một bịch quà đem về. Trời ngon à nghe. Ăn no đây, lấy một phần đi. Nước ngọt nữa đúng rồi. Ôi sao có nước ngọt thế? Không tùy theo phần. À tùy theo phần cả nhà. Đây. Cái này là cho giữa hè, này là cái này là. Đó. Cái này là cho giữa hè đem về. Dì Tám là đám giỗ nhà dì Tám. À, đám giỗ ai? À đám giỗ ông nội, nhà ngày đám giỗ ông nội. Có một đám về mà là ăn đám giỗ mẹ. Đầy đủ luôn á nhà. À, đầy đủ cho cái gì luôn. Dì ba, dì sáu, dì tư, dì năm, dì hai. Dì em ở trong nhà không? Còn đây là dĩa hè. Đây là nó còn đây thằng cháu buộc đầu quán dĩa hè nè. Là cả nhà nhớ ủng hộ cho quán dĩa hè nha. Ờ, nhớ cả nhà, cảm ơn cả nhà. Chị, em chiên rồi giờ mới sắp lên cái dĩa hay dĩa lớn mới được. Hồi nãy là mình chỉ cúng sơ thôi. Ngồi xin vô cho mọi người ngồi. Ngồi mà ngồi xin chơi mọi người ngồi lên. Thôi con ngồi trong đây đi. Đủ. Mà chị ơi. Lâu lâu thì thăm bệnh viện bảy nửa tháng thôi vậy. Đây mày đuổi rồi. Mày đuổi nó hả? Đây, cái bàn này ngon à. Rồi cho ông không bột. Ừ, dĩa khai vậy. Vời quá. Ai vậy ta? Ủa, con kêu chị bán nhiều người mới vậy. Mới lộn chị Tám. Chị chứ. Rồi ăn đi. Dùng lấy, dùng lấy. Đây là bàn con cháu với dòng gia đình với có mấy có một con lớn rồi. Dì, cái là con cháu không à. Mình ăn cái bàn này á là tất nhiên là không có sai. Sai mồi thôi. Còn mình ăn cái bàn trên đó là xỉn chứ không có sai nữa. À. Ê, bây giờ muốn uống bia nào uống gì? Ngồi ở đây là chị uống nước ngọt. Đó, đây đi uống ra đây. Mọi người vô lo luôn chăm chăm nha. Chăm hả? Chăm quá. Nước mà sao không chăm được? Ôi, đúng rồi nó ngủ rồi. Ở gì tám dùng cái gì tám đây dùng đi trời ơi con dài đầy đầy đủ mà bá quan hết ai ngon vậy giống như một cái ổ hồng luôn. Năng lên lên. Chứ mày mượn lên hả? Có đưa lên YouTube không? Có. Ok. Đấy lắm giỡn nhà nhậu mà bạn nói là bạn đàn ông đây. Vô nè. Đang quay YouTube. 1 2 3. Vô. Ông mặt kem đi luôn không bà ơi. Che mẹ đi chợ có nhà không có ai đâu. Nè. Quay YouTube mà có thẻ đeo gáo rồi nè, áo có thẻ rồi sao? Thẻ. Để cho. Nè làm cái đi. Cái luôn hả? Ừ. Là quay vậy. Đang nha. Đó. Không có lấy đang ăn đi đâu. Mình ăn đâu. 1 2 3. Vô. Lắc lên quay bàn em nhiều không? Đây là vô cái bàn này là ngon nhất cả nhà. Mang làm ơi. Sao mày đi? Không biết cháo đâu. Nhiều.
Xin vlog mà các bạn nha. Trời ơi, ngon. Gai. Mà không nấu. Nhà máy kêu cả nhà ủng hộ nữa cho con nhiều vô. Nắm dỗ vui quê á, miền Tây cái nhà rất là vui cả nhà. Đông lắm. Tất cả dòng họ bà con này gom về hết cả nhà. Được, ăn vậy, không? Hỏi em mà phỏng đi. À, có đầy đủ thực đơn nhóm nấu rồi nè, để thế giờ hỏi ai nấu biết đâu rồi. Đó, chính xác rồi mà. Được biết kìa. Để giờ sao để gần quá chỗ cho bả rồi phải. Nhảy nè. Chút sao nhảy cho ba luôn rồi nha. Đi chợ khác đi tắt tao ngày đi đi về đường này luôn đó là cái Yeah.
biết làm không mà làm trời. Còn không đi ăn ngoài, không đi ăn ngoài hè, không mà về không làm được hả? Đầu bếp người kế bên không kêu làm. Có đầu bếp người kế bên dạ? Đây, đầu bếp chính đó. Đầu bếp chính kìa. Vậy đây đầu bếp chính hả? Ờ, để ăn ngon mà. Em là đậu ăn chính. Đậu ăn chính. Một con nè. Ơi, đây đây, vô đây. Ôi, trời ơi, chấm thì chấm luôn. Ơi, đưa mặt lên. Sao, sao, sao? Nó cái chén thịt bò luôn. Sao thịt bò? Đây là những nhân chính của mình cả nhà. Dạo này đi học mà không có về lên đỉnh quay với mình nữa. Dạ đi học rồi. Mày coi nha. Ăn đi cha. Mở mở vô mở mở. Nói câu không ngờ luôn mày. Nhưng mà hồi đó giờ ai qua kia người ta phải đưa tiền tao đâu. Có quà đâu vậy? Còn mua đậu chạy đi xiền sao lâu hả? Gặp tôi phá cửa dưới thì tôi không chạy xe vô được. Tại xe ngoài ăn đậu ngoài thì sao không ai dưới sao để bữa. Đây cháu, cháu không à, cái lộn. Đây là chỉ có lộn thôi đó nè. Ở vô nha. Giúp khỏi đừng biết, mất cưới vợ là đắt. Cậu cưới vợ nữa hả? Trời ơi. Cái mượn nó lên coi cái này. Cái mất cưới vợ là đắt. Hả? Cho chú hỏi là kênh gì gì nó nói U Sinh Vlog. Nó gọi là cái này. U Sinh Vlog. Rồi rồi, cái nhà nhớ ông nội cho cháu cái nhà. Ủa giờ con ăn xong chưa? Nó mở. Cái gì mà? Ông dưỡng đi, ông nghiêm trọng luôn rồi. Ông ngồi bàn gió đi. Chị nói hay quá, làm cái làm giàu nè. Làm cái gì cái cũng phải đợi anh Tám chứ. Anh Tám lớn mà. Đất coi coi Tám rồi. Đúng không? Này 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 cậu với con vợ nhà ngoài không? Rồi dẫn nó trước đây, dẫn trước tới con. Vô. Rồi dẫn
sạn á. Ông anh là có mình cả nhà. Nãy giờ em làm mấy cái rồi đó. Mà nghe cũng đẹp chứ bộ. Chính là nhà nuôi. Cảm ơn anh em. Cái này lẩu nước sôi rồi. Chiên thịt, chiên cơm hả? Quá dữ luôn.
ai kêu gì đó. Mở này vô luôn hả Tám? Mở nhúc cái dầu muối. Sai xỉn thoải mái cả nhà, có giọng một là ngủ giọng, hai là ngủ kẹt này cả nhà. Chào. Cháu Dương Tám nhà. Cháu như là đây như là em bạn, bữa nay giống là bạn mình cả nhà. Đây là mình cũng là cháu. Đây là cũng là cháu của bên Dương. Bên Dương Tám còn mình là cháu bên gì? Hả? Đây là bạn cái luôn à. Đây em lên được nữa đâu. Nè, mua có sắm chiếc này mà chứ núi nè, đang quay ngay chứ cơ. Đang tiệm tao bán đi người ta. Không, người bên tay vẫn đeo vàng dữ cả vậy. Không mà. Vậy cái này nó lên
Đây ơi, đây 12 người lên. Tình nghĩa. Hai,
không có ăn nữa rồi tôi đâu được. Mình phải ăn, ăn hết, mình ăn nhiều là phải ăn hết chứ. Ngồi cũng ăn, ngồi ăn không nổi cũng ngồi nữa. Đi, thôi vậy.